2, 1, bắt đầu. To lên. Đúng đọc to lên. Như đọc to lên. Nhanh. Nhanh. Safer for the rest of us. Đấy, may nhá, thầy một dục chứ không có là quá 4 phút đây này. Ký thì trượt đấy. Con đọc được nhưng mà con cứ để cái thói quen cứ nặn từng chữ một. Đừng nhá. Đọc 4 5 từ một đi.